tư vấn là đi muộn quá so với cái tiến độ phát triển của bệnh. Thế nên là mình cũng phải thông cảm thôi nhé. Bây giờ bọn anh cũng phải về đây, không tí lại mưa thì tranh thủ tạt té vào thăm bố. Bảo đèo luôn đi nè. Đấy, anh vào cái này cho. Hết được không? Đây, em mang cái này nhé. Được cái gì? Thế cho vào đấy vác một thể luôn. Cả nếp tán thơm à? Xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo nhá. Những ngày hè nên là anh em mình rất là vinh dự được đồng hành với, đây là toàn các thầy giáo thôi. Đấy, đi vào với bà con. Và hôm nay thì cháu Hiệp tiếp tục là thay mặt các nhà hảo tâm trao gửi một chút yêu thương tới hoàn cảnh của một chú. Cháu Hiệp xin phép được gọi là chú này thì bây giờ Diêm Vương gọi tên rồi. Đấy, bởi vì là bệnh viện ca, các loại bệnh viện đã trả về rồi thì chú cũng đang sống trong những cái ngày tháng rất là khó khăn. Và trong nữa thì anh em mình sẽ lên hình để gửi tới toàn thể tất cả mọi người. Hôm nay thì thầy Nghĩa cũng như là thầy Tuấn thì có rất là nhiều cái món quà trao tới gia đình của chú ấy. Nên là anh em mình cũng vào đây thì tiện cũng quay ké và lan tỏa cái thước phim, lan tỏa những cái nghĩa cử cao đẹp mà các thầy kết nối được để gửi tới toàn thể quý khán giả và mọi người. Đấy. Anh em mình lần đầu tiên, gần như là lần đầu tiên song hành với nhau đầy đủ như thế này. Đấy, mọi người đã thấy những cái video trước là cháu Hiệp đi với thầy Thảo, thầy Nghĩa rồi là thầy Tùng. Đâu, bây giờ nhà nào anh? Tưởng các anh vào một lần rồi chứ. Thế mình đi là đi, mình đi cửa sau đúng không? Rất đúng với thực trạng đúng không? Ôi, cái nhà kia anh, cái nhà kia, nhà đen đen kia, nhà nào? Nhà kia đen đen bên kia kìa, nhưng mà bây giờ đi qua hủ mà. Dạ, ông vừa đây năm không biết gì. Thôi bây giờ đi đường xe đi. Qua đường xe. Đi đường xe đi. Thả mày cứ đi ghê xem nó hủ hay là không phải. Cái chỗ đường hủ mà chưa chắc nó đi được. Đây này, nhìn sâu thế này. Bây giờ mấy anh em đang thống nhất là phương án đi các bác ạ. Cháu Hiệp tiếp tục lại đi trao yêu thương thay mặt các cô gửi 19 thùng mì tôm ấy. Cùng với 2 triệu 3 tiền thì cháu Hiệp cũng đã trao hết 1 triệu 3 rồi. Đấy. À đâu, trao hết trong nữa anh em mình trao nữa là sẽ hết 1 triệu 3, còn 1 triệu. Đấy, bây giờ các thầy dẫn đường thôi cho em, địa bàn này không quen. Không biết. Tuấn này. Không, các khi dịch vào dịch trước rồi còn. Hả? Mày không lấy xe xuống. Ồ, đoạn này xe chịu nhỉ. Xe xuống là tiếng em mình chúng ta cùng nhau lấy lại kéo pháo lên thôi. Ồ, đây vẫn có nước mà nhỉ. Có khi lũ là còn nước chảy mạnh luôn đấy nhỉ. Không mạnh phát thoái. Đấy. Gốc mai là. Ôi dồi ôi, kia sao có cái nhà ấy thế? Anh Thảo. Ôi dồi ôi. Chào nhá. Mình lại không mang mì tôm không vào trao cho gia đình kia một thùng nhỉ. Ôi dồi, cái nhà lộp xộp quá các bác ạ. Hè là cái thời điểm vậy là có khá nhiều thời gian để đi thăm bà con những hoàn cảnh khó khăn. Và đặc biệt là các bác biết rồi, những cái yêu thương được gửi khắp mọi miền Tổ quốc về cho các cháu rồi là cho các hoàn cảnh
mà anh em chia sẻ lên. Đấy. Úi giời, cũng khoai phết nhỉ. Chắc ông ấy ở nhà thôi nhỉ, anh Tuấn nhỉ. Lần sau không biết thì phải bảo người ta trước. Đây. Nắng thôi, đi ngoái, đi ngoái và cứ đi đi. Đây là xói mòn của ấy rồi, của nước rồi. Ôi chứ giờ em có việc em vào trong xã rồi, để tí nữa em gọi vợ xem xuống, em vợ đang đi sửa ống nước. Vợ phải gọi thợ sửa chứ. Ui giời, cuối luôn à? Em có biết đường đâu. Cứ đi đi, thầy Thảo dẫn đường thầy Thảo. Được chưa? Được 2 mic chưa? Rồi, bắt đầu đi. Đang gọi mà đang ở trước cửa. Dép này. Tôi xa gì? Nhà nào đấy? Giờ lại quay lên tiếp trên. Ở đấy cũng làm cái cầu xe này nhé. Rồi, bây giờ đi qua cái đường, đường trường kia là đến rồi. Đoạn này là đoạn cuối của cái chỗ bồi của con mương nước này. Ở đây bà con đang trồng lạc mọi người nhé. Đây đang vào vụ lạc rồi. Hả? Đỗ tương nhỉ? Đây là mùa đỗ tương. Đây chắc chắn là cái sỏi mà đợt trước mưa lũ cuốn xuống đây đúng không? Nhìn này chắc chắn rồi. Nhà của chú đây ở trên này rồi mọi người nhé. Chú thì theo như cháu Hiệp được các anh chia sẻ thì bị một cái khối u ở trên mặt rất là to. Cũng đã đi khắp các bệnh viện rồi. Tuy nhiên thì nó đã ăn vào tủy xương, ăn vào cả xương hàm mặt rồi. Nên là không cứu được. Ăn mòn hết xương mặt rồi à? Đấy. Thế thật sự là anh em mình không thích đặt một cái tiêu đề nào mà nó buồn bã như vậy. Tuy nhiên thì có lẽ là chú cũng đã tiên lượng được bản thân mình như thế nào rồi. Mọi người xem một cái hoàn cảnh mà ở Quản Bạ hôm trước, cách đây 2 tháng thôi, cháu Hiệp với anh Thảo rồi là anh Tuyên nữa đi quay. Thì sau đó 2 tuần thì chú đấy cũng đã mất một cái khối u dưới hạ hầu. Chú này thì sức khỏe vẫn ok hơn. Hiện tại chú vẫn là đi lại được thì phải. Đấy, mọi người cùng theo chân cháu Hiệp vào nhé. Thật sự là chống gậy rồi, bây giờ đi cố chống gậy đi được. Cố chống gậy đi. Yếu quá rồi. Không ăn được, phải ăn cháo ngô không. Đã từng đi bệnh viện ca về rồi mọi người nhé. Cũng đã có rất nhiều đoàn hỗ trợ phẫu thuật, tuy nhiên thì không thể can thiệp vì muộn quá rồi. Nếu mà thời điểm đầu chắc vẫn cứu được nhỉ anh nhỉ? Đúng không? Không biết được, nhưng mà thời điểm đầu thì không ai biết. Không ai biết, để các thầy giới thiệu thì. Xin chào, em nhà đây à? Vâng, em là con trai của em. Là con trai à? Thế anh hỏi tí, bây giờ bố thế nào rồi? Bố nó bị nặng, anh em. Bố còn đứng được không? Dạ, không ạ. Không hả? Nằm một chỗ thôi à? Đi, mời mọi người nhé. Đây em ơi, hôm nay anh đến thì không có gì. Anh có một tí quà gửi tới em với gia đình nhé. Bố đang nằm ở đây à? Bây giờ phục vụ là một tận nơi hết rồi đúng không? Đây, trước thì là anh cho đi bệnh viện là lấy thoa là anh em kết nối với nhau là đưa đi bệnh viện Tân Triều này, bệnh viện ca này, K1, K2 là đi khám hết rồi. Nếu mà xuống sớm trước 3 tháng ấy thì sẽ là ok. Là cứu được đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà giờ thì bị ăn mòn vào sâu quá rồi, không thể cứu được nữa. Đấy.
À, hôm nay có các anh đến thăm mà thế. Ui rồi, mắt là sưng hết rồi nhỉ. Này là đỡ đi, bị xẹp đi rồi, nhưng mà như là ấy rồi. Gầy hơn à, anh thấy là gầy hơn trước à? Gầy đi rất nhiều chứ. À bây giờ không ăn được rồi. Em cho anh gửi cái mic. Em ơi, cho anh gửi cái mic vào. Ôi giời ơi. Đây không có mạng, không anh sẽ cho em xem là cái hình cũ của chú ngày trước. À kia là mẹ à? Honey tụi nẻ là gì đó? À. Có hai anh em hả em? Anh em mà. À. Gầy hết rồi. Không ăn uống được. Gầy hết. Xin chào. Bây giờ là bố là không đi lại được hả? Quay trở lại nội dung ngày hôm nay. Hôm nay lại tiếp tục quay trở lại. Chồng chị mà. Đưa đi hết tất cả bệnh viện ca. Bệnh viện lớn rồi, rồi quay về rồi. Em hỏi bố xem còn nhớ anh không? Dạ. Hỏi bố xem còn nhớ anh không? Thật sự. Nhớ, còn nhớ mà. À, vẫn còn nhớ. Bây giờ là sưng mủ chảy mủ rồi nhỉ? Vâng. Bây giờ là một bên cái bên đang sưng này là đang bị ăn mòn, phân hủy dần hết rồi. Tức nghĩa là ăn mòn ở bên xương đúng không? Trong xương. Ăn mòn xương. Chứ không phải ngoài da thịt mà nhìn ăn thấy. Ăn mòn hết xương ở trong khu vực này rồi. Đấy. Nên nó đang ra rất là nhiều ấy. Bây giờ là nó chỉ ra dịch thôi. Ừ. Đang ra dịch. Ra mủ mủ. Thế là đi bệnh viện là chú ấy bị bệnh gì anh? Chính xác đấy. Ung thư xương. Ung thư xương. Và vòm mặt này. Vòm mặt. U áp hay sao? Nó áp, ung áp sao? Đúng rồi, u áp xe đấy là ung thư khu mà cái nó gần mắt này là nó bảo cận cái gì ấy. Bao nhiêu lâu là bố không ăn được rồi em? Em bốn em thì cũng khoảng là lúc tháng 5-6 tháng rồi không ăn được. À thế là từ lúc thầy đưa đi là đã ăn yếu rồi. Vâng. Vâng, ăn yếu rồi. À, thế bây giờ một ngày là ăn được bao nhiêu bát cháo? Dạ cũng buổi là lúc trương là cũng một bát cháo này, cháo ngô ấy không ạ? Ồ. Bát cháo ngô. Vâng. Đây các bác. À, đây là bữa trưa của bố đây đúng không? Dạ vâng. Ừ, đây. Xin phép quay tí nhé. Bữa trưa của bố. À. Cả sáng trưa tối là một nồi như này nấu cháo ngô như này. Dạ vâng. À. Đây. Đấy là máy cá lúc nãy thằng bạn mai đưa cho bố này cục 40 gram đâu. À, bố giờ thì chắc là không há miệng ăn được rồi đúng không? Không ăn được. Không há miệng nhai được, chỉ có húp cháo thôi đúng không? Dạ vâng. À. Bố cũng đang rất là lâu khoảng năm rồi bố không ăn được nên bố mới gầy như này. Mà chính thức là bị được bao lâu anh Thảo? Bây giờ là trước khi gặp anh đã bị trước đấy 4 tháng rồi đúng không? Vâng, nhưng mà bố này khoảng hơn năm rồi sau anh ấy lúc mà đi làm ấy. Đi làm khoảng tháng năm ngoài ấy, đi làm thì lúc tháng năm xong là đang từ lúc đang là rồi. Này là anh nhớ là từ lúc bị trước khi đám cưới của Lùng đến bây giờ. Đấy cái đoạn này cái lúc đấy là bị đầy không? Bị đầy xong bắt đầu bị ăn mòn dần hết vào là ăn loang hết. Tức là trong phim bây giờ cái khoang xương này là bị ăn hết rồi đúng không? Đúng rồi, bây giờ chỗ này bây giờ chỉ là đang là dịch thôi. Khoang xương thì bị ăn mòn hết bên trong rồi. Đấy anh phải nói rõ cho em biết trước nhé. Đấy cái lúc mà đi từ bệnh viện về ấy thì là anh đã có kết quả ở dưới kia lên rồi. Là bố em bị ăn mòn hết ở cái khu vực này. Ở khu vực dưới này và có dưới này em cũng biết mà, em cũng thấy mà. Nghĩa là không, lúc đấy là bác sĩ bảo với anh là không còn ấy nữa rồi. Không còn chữa được nữa. Bây giờ thì là cho về. Cố gắng được mong ở lại với gia đình ngày nào thì hai ngày đấy thôi. Đấy là bố em vẫn cố gắng mà, em thưa bố em cũng cố gắng bỏ là em là em cố gắng chữa bố em. Đấy. Thì là anh thì là cũng đã cố hết sức rồi, nếu mà gia đình em đừng có sờ vào nhá, sợ viêm đấy. Đúng không? Nếu mà báo sớm hơn nữa thì anh có thể là đưa đi sớm hơn. Tại vì anh biết muộn quá. Đấy. Thế là cũng làm hết sức có thể để làm thế nào để cho bố em ấy thôi. Đấy. Đấy là những lúc mà mình cố gắng hết, thật sự là hết sức rồi đấy các bác ạ. Đi những bệnh viện lớn nhất của Hà Nội là đi tổng cộng 3 bệnh viện lớn nhất của Hà Nội luôn về ung thư biếu xương hàm này. Nhưng mà là thật sự ra là hết, cố gắng hết sức có thể rồi. Đến bệnh viện nào thì cũng bảo là muộn quá rồi, đưa xuống muộn quá. Và lúc đấy thì chúng cũng không ăn được gì nữa ngoài uống sữa thôi. Đấy. Nhưng mà ăn được bé được ít thôi. Ít thôi. Rồi chỉ sữa với cháo thôi. Không biết phải làm như thế nào nữa tại vì đã cố gắng hết sức có thể.
Thế là mình cũng không dùng thuốc nam gì đâu đúng không? Dạ không ạ. Ừ. Nếu mà dùng thuốc nam là có khi là hỏng rồi. Càng nhiễm trùng là càng hỏng. Nhiễm trùng. Đó. Thôi thì cứ cố gắng chăm sóc bố thôi. Bây giờ thì các anh thì cũng rất là thương, như anh Thảo nói đấy, là rất là nhiều đầu cầu, nhiều bên cũng đã gọi là tận tình đưa đi bệnh viện lớn. Trung ương thì nó là tuyến cuối rồi. Cả Hoàng Hương cũng liên hệ với anh rồi. À đấy. Hoàng Hương cũng liên hệ với anh về hoàn cảnh của chú. Thì là anh bảo đấy, đi khám ở những bệnh viện đa khoa như thế này rồi. Thì bảo nếu mà em đã đưa như thế rồi thì bên chị thì chắc là cũng không có hy vọng nữa rồi. À. Đấy. Thì hầu như là những cái bệnh viện lớn mình cho đi hết rồi. Ừ. Ôi giời ơi. Trước thì chú lúc đấy phải tầm 55-60 cân. Mà bây giờ là sau 2 tháng thì bây giờ là tọt xuống còn chừng này. À. Cân lên chắc 30 cân. Không ăn được thì nó sẽ tụt rất nhanh thôi. Với cả không ngủ được nữa đúng không? Như bố thì bây giờ nằm thôi chứ ngủ chắc cũng không ngủ yên đâu nhỉ? Vâng, vâng ạ. Ừ. Nhưng mà bị đau xương lại, xương khớp này, đau ấy. À, đau cả xương khớp lưng à? Vâng, vâng. Nó gãi của nó, em không ăn được. Trời ơi. Đấy thôi, các thầy giáo hôm nay đến có những món quà gì đến cho thế thì thôi này đi, để em mấy trước đi, xong tí các thầy trao phần các thầy. À, em tên là gì nhỉ? Em Hoàng Mít Phó. Em Pó hả? Vâng. Ờ, thế anh nhá, anh hôm nay cũng rất là cảm ơn là các anh giới thiệu. Thì anh được biết thì anh thay mặt các cô, các chú nhà hảo tâm. Thì cũng không có nhiều đâu, thì các cô cũng gửi là phát tâm mỗi người một chút. Thì thấy được cái khó khăn của gia đình nhà mình thì là anh trích ra 500 để em có thể mua những cái ngon hay là bồi bổ cho bố nhé. Đấy, em cầm giúp anh. Rồi, và một thùng mì tôm nữa nhé. Dạ, em mọi người đã biết thầy. À. Em là lập gia đình chưa? Dạ em có. À. Đẹp nhà em để. Ở bên này luôn à? Vâng. Thật sự là cũng rất là thương, nhưng mà cũng không biết làm thế nào. Anh em mình chỉ biết là chia sẻ lên, nếu như mà có cái món quà nào đấy thì cũng nhờ các thầy mang vào cho thôi. Bởi vì bản thân cháu Hiệp vào đây thì rất là xa, đi 70 cây số cơ. Đấy. Nên là cố gắng em nhé, bây giờ mình phải biết được cái điều gì nó sẽ diễn ra và mình phải chuẩn bị tinh thần cũng như là chuẩn bị mọi thứ. Và bố thì mình sẽ nấu cho bố những cái gì ngon rồi là chăm sóc bố. Đấy thôi, anh chỉ biết tâm sự như vậy thôi. Thôi bây giờ thì dành lời cho các thầy thôi nhỉ. Anh em mình cũng chỉ chia sẻ như vậy, cũng chân thành cảm ơn là các cô chú trong các đoàn của các cô gửi mì tôm cho cháu Hiệp ấy, cô anh Nguyễn đấy thì cũng đã như là có những cái suất quà, thì hôm nay cháu Hiệp tiếp tục là trao tới bà Tí Công đấy, trao tới các thầy các hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời thì anh em mình cũng muốn lan tỏa những cái hình ảnh đẹp, những cái kết nối của các thầy giáo ở đây giúp tới gia đình những cái món quà thiết thực. Và đây là quà từ bên cầu nối của thầy Tuấn. Mọi người ạ. Hết sức là tuyệt vời, anh em đi cùng nhau. Tuy nhiên thì mỗi người đều có những cái món quà riêng. Xin chào tất cả mọi người. Đây là chút quà từ chú Dũng bên TikTok. Chú Đắc Dũng TikTok gửi cho chú Dũng nhất là thùng cháo, với lại có thùng sữa và một chút gạo để nấu cháo để tôi ăn. Muối mắm gì? Muối mắm gì chính. Ăn cả tất cả mà các chú và các bác đang rất là cố gắng để giúp bố em. Không biết bố uống được sữa không? Thì bóc sữa. Bốn... Ở đây là thùng cháo, thùng cháo chú. Cái cháo này em chỉ cần hòa với nước sôi thôi nhé. Nước sôi được. Vâng. Còn lấy muối mắm mình thấy nhạt thì cho thêm nhé. Vâng. Em thấy rất nhiều. Được sữa với cháo thì là quá hợp lý rồi, bởi vì bây giờ chú không ăn được. Thì chỉ có cũng dần dần anh nghĩ ạ, bây giờ thầy Tuấn mang vào thì chỗ này chú ấy cũng phải ăn 1-2 tuần mới hết được. Xong mấy nữ anh lại vào thì cũng ok. Đây.
Bây giờ là phần quà của thầy Nghĩa. Thầy Nghĩa thì ít lắm. Của ít lòng nhiều anh ạ. Cái quan trọng là cái công mình với là cái phát tâm của các nhà hảo tâm. Được chưa? Được. Quay chưa? Quay thôi chứ vẫn quay từ nãy rồi. Từ nãy đó. Hôm nay thì cháu đến gia đình của chú cũng như là em thì cũng không có gì đâu, nhưng mà có phần quà của bạn Thùy Linh ở dưới Hà Nội. Đúng ra là hôm vừa rồi là không mưa ấy, thì là em Linh về đến tận nơi, nhưng mà cái thời tiết không ủng hộ và cái đường xã đi lại khó khăn, thời gian không cho phép nữa. Thì hôm nay thay mặt em Linh đến trao một phần quà nhỏ nhỏ. Cái gia đình còn có một thùng mì tôm, một chai nước mắm, một cân thịt để băm cho chú nấu cháo. Để em và gửi cho chú tất cả 500 để cháu có thể mua cho chú những cái gì cần thiết nhất. Chú có cầm được không? Dạ, đưa cho bố này. Tôi chúc sức khỏe chú nhé. Cháu thì cũng không người đang chống đỡ bố em mà rất là nhiều. Sức khỏe chú và gia đình thật nhiều sức khỏe. Chú từ cảm ơn mình thay mặt gia đình cảm ơn em Linh rất nhiều. Chú này tên là gì nhỉ? Bố tên là gì hả em? Bố tên Hầu Số Vư ạ. À chú Vư đúng không? Dạ vâng. Vư. Chú Vư. Vâng ạ. Bố là được 50 chưa em? Dạ. Chắc còn trẻ thôi nhỉ? Năm 80, 40 mấy tuổi. À, sinh năm 80 à? Vâng. 80 thì đang được có 44 tuổi thôi nhỉ? Nhà mình là ba anh chị em. Dạ vâng ạ. Em cất đi. Thịt thì các thầy trao thì băm nhỏ nhỏ xong là nấu cháo cho bố nhé. Dạ vâng ạ. Gói cháo ở đây thì cũng sử dụng cũng dễ thôi, cũng chỉ hòa nước sôi thôi. Cháo này em đun nước sôi, hoặc là một nồi nước sôi cho vào khuấy đều lên nhé. Xong băm thịt đấy, cho thịt băm vào băm, còn cho bố. Sữa nữa. Mà nhai em nuốt thẳng thôi. Ừ. Sữa thì cũng bố uống thoải mái, có canxi mà uống là tốt. Không có vấn đề gì đâu. Đó. Mà thấy bố vẫn hút thuốc à? Hay là thuốc để đây thôi? Dạ, bố không hút để em vẫn hút nhưng mà điểm thuốc em để đấy rồi. Nhưng mà cái khăn này có sạch không? Đúng rồi đấy, em phải lấy khăn sạch. Lấy khăn sạch nhá, không đừng lấy khăn bẩn. Như anh hay khuyên đấy thì khăn đã bị như thế thì không nên ngủ ở trước bếp nữa. Ngủ trước bếp thì đun nước ấm cho ít muối vào, lau. Đúng rồi. Lau. Đấy. Bây giờ thì sức khỏe của chú lại yếu đi rất là nhiều rồi nhá. Đấy. Bố đi đâu là phải dùng gậy và có người dìu đúng không? Dạ. Bố không đi được nữa rồi, bởi vì bây giờ không đi nổi nữa rồi. Không đi nổi nữa rồi. Nhấu như dậy ngủ bình thường này vẫn bình thường nhưng mà không đi được, không đi lại được. Nhưng mà anh hỏi một tí, từ cái lúc mà anh đưa đi viện về hôm lên đấy, thì là từ hôm đấy đến giờ là bố có ăn được gì nhiều không? Hay là vẫn không ạ, vẫn những như thế bình thường ấy thôi, không ăn nhiều đấy. Thế là em, bố là có em với một em nữa thôi. Vâng. Em có thằng, hai anh em. Có thằng em trai với thằng chị gái lấy chồng có hai anh em. Nhưng mà chị gái có hay về không? Vẫn có mà. Nhưng mà bốn em, tay em riêng nhà vẫn em đấy. Nhưng mà có, bây giờ chỉ có bốn em với mẹ em, thằng em trai, thằng nhỏ nhỏ ấy. Bố có hay tâm sự với mình không? Dạ không ạ. Bây giờ bố không nói được nữa à? Vâng. Thôi thì em cứ cố gắng trò chuyện với bố nhé. Bởi vì là mình tranh thủ thời gian để mà tâm sự với bố. Đấy. Nói chung là bố em thì cũng đã dành hết tất cả thứ thì cho em rồi. Với cả em trai em nữa. Nhà cũng đã làm xong cho cả hai anh em rồi. Đấy, hy vọng là cũng, gia đình cũng cố gắng thôi. Vì tại vì là bọn anh là giáo viên nhưng mà cũng đã cố hết sức rồi. Cố gắng nhé. Cô nhé, cố gắng. Đây em trai đây à? Không gái phải. Chứ? Con cô của em. Đây con của em. Vâng. Đây là mẹ đây. Em trai đây đúng không? Vâng. Đây là con mẹ. Của em Pó. Bà con lối xóm thì ai cũng rất là thương, ai cũng đến thăm chăm rất nhiều đấy nhỉ. Đến chơi để cho ông vui á. Đấy. Thật sự là cái giai đoạn mà con người ta không muốn nhìn nhất chính là cái giai đoạn lúc mà bà con ai cũng đến thăm, ai cũng đến có tham thì hỏi. Lúc mà bốn đang uống rất là nhiều hơn vì chỉ có hai anh em mình thôi, nhưng không có lúc vào thì bố em đang ngồi rất là lâu tuổi ấy. Hai anh em sợ bởi là không có nghĩa vào chung với hai anh em mình. Thứ nghĩa là đến thăm mình để mình đỡ tủi thân đúng không? Đúng rồi. Có hai mình thôi, em thằng em bé thì có em thì em có vợ con riêng thì bố em vẫn
có lúc mà mẹ em và thằng em trai đi làm rồi sao ấy, không có người nấu cháo chỗ bố em, xong rồi em vào lúc mẹ 2 giờ 1 giờ mới ăn cháo được. Đấy. Cả nhà là phải đi làm nương, không để bố lại nhà một mình, không ai thấy cho. Bây giờ anh nghĩ là nên có một người là túc trực cạnh bố. Tại vì bận thì cũng bận và mùa màng ai như nhau thôi. Nhất là ví dụ như thằng em trai chẳng hạn, nó không làm được việc lớn thì cứ để nó ở với bố, để càng biết xem bố như thế nào, đúng không? Vâng. Không, những lúc bố cần uống nước chẳng hạn, chả ai lấy cho thì bố lại khát. Thì đấy, bố nên bây giờ không dạy được, không nấu được thì bố hay nghe chơi, ai ở nhà chẳng nấu cho bố. Thôi cố gắng anh tính thế này này. Thứ nhất là cái vệ sinh cho bố là cần phải sạch sẽ như các thầy nói đấy. Dạ, khăn sạch và tí nước ấm và hòa tí muối là tốt nhất. Dạ, dạ. Xong là mình phải để bố ăn 3 bữa, không ăn được cũng phải cố gắng 3 bữa đầy đủ để có sức đề kháng. Dạ, hiểu chưa? Dạ, chứ không phải là bố không ăn được thì không ai ở nhà nấu cho bố, hay là cứ kệ bố như thế thì cũng tội quá. Dạ, dạ. Đấy. Rồi là nước cho bố này, rồi sữa các thứ, các bác các anh các chị mang cái gì vào thì cứ cho bố là dùng đi. Dạ, dạ. Mình thì phải mạnh mẽ, mình phải sẵn vững tâm lý, tinh thần đi nhé. Em rất lâu rồi, bố em thì bị rất đau rồi, nhưng mà tiền thì vẫn... mà các thầy và đám quay có một chút tiền còn cho bố em thì đã mua thuốc hết rồi, nhưng mà bố em thì vẫn không ăn được cái gì hết. Mẹ một thuốc bô này các kiểu cho bố thôi, nhưng mà bố không dạy được, nên mẹ bố không ăn được cái gì. Nhưng mà thank you.